Cái gì cơ? Anh dẫn em đi mua túi hiệu á? Dạ vâng vâng. Em cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Em chào anh. Yêu anh. Nếu tặng quà gì mà vui thế em? Vâng. Anh thấy chưa? Anh suốt ngày cứ chê người yêu em đi. Đây này, hứa tuần sau đưa em đi mua túi hiệu nhá. Ở cái vụ trước đó, nó bảo em cho em đi du lịch châu Âu. Thế nó đã đưa em đi chưa? Anh ý bảo là bận, chưa đi được ạ. Thế bảo là dẫn em qua quán anh mua chiếc iPhone 14 tặng em. Thế thì nó đã... Có là dân chưa? Lại bận à? Nếu nó bận thì bảo ấy ship cho. Giả dơm cái gì? Đàn ông ấy không cần phải nói nhiều, hứa nhiều, vẽ vời ra nhiều, mà họ sẽ tạo ra những thứ còn to hơn cả lời hứa. Đàn ông sẽ cho em cảm nhận từng giây, từng phút được yêu, chứ không phải chỉ toàn mõm.